Thanh niên làm cả xóm kinh hãi vì tự tay đốt nhà với lý do muốn hóa vàng cho người cha quá cố. Xe container mất lái, tông thẳng vào chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Phú Nhuận. Hai cha con cùng nhau nhận 40 năm tù về hành vi mua bán trái phép hàng trắng. Công an thành phố Cần Thơ triệt phá đường dây mua bán số đề và cá độ bóng đá với quy mô lớn. Sân bay Vân Đồn đón hơn 300 khách có hộ chiếu vaccine từ Pháp. Nghi phạm người Dominican trong vụ sát hại người Việt Nam tại Osaka bị tái bắt giữ vì tội trộm cắp. Tại thành phố Imizu, tụ tập nhậu say rồi xảy ra ẩu đả, một người Việt bị thương dẫn đến bất tỉnh. Nhật Bản dự kiến tiêm chủng hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 lần 3 cho nhân viên y tế. Tổng thống Philippines lên án gây gắt hành động tích trữ vaccine COVID-19 của các nước giàu. Tập đoàn Amazon treo thưởng 100.000 USD cho các nhân viên đã tiêm chủng vaccine COVID-19. Tokyo tổ chức chụp X-quang khám sàng lọc bệnh lao miễn phí vào ngày 25 tháng 9. Xin chào TV, xin chào Netlove. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Trung Thành xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Japan Daily Shop News. Các bạn đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên ung dung ngồi trước một căn nhà đang bốc cháy. Nhưng có vẻ đây là hành động có chủ đích từ phía nam thanh niên này. Đoạn video cho thấy ngôi nhà nằm giữa khu dân cư khá đông đúc với nhiều hộ liên kề. Trong đoạn clip ghi lại, bên trong ngôi nhà nhiều vật dụng đang bốc cháy ngùn ngụt. Tuy nhiên, nam thanh niên này lại đang cởi trần, ung dung ngồi trệt trên mặt đất nhìn ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ bên trong. Chứng kiến sự việc, nhiều hàng xóm xung quanh đã tiến lại khuyên can nam thanh niên. Thế nhưng, từ lời nói của nam thanh niên có thể thấy, bố anh đã mất và hiện tại anh đang muốn hóa vàng luôn căn nhà thật cho người bố quá cố. Trước khi làm việc này, anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ để không bị ảnh hưởng đến hàng xóm. Tuy nhiên, cách thức cụ thể như thế nào thì nam thanh niên này cũng không giải thích rõ với mọi người. Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở đâu, khi nào và kết cục cuối cùng ra sao, nhưng đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây bão dư luận. Đa số mọi người đều lên án hành động của nam thanh niên này vì có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những hộ gia đình xung quanh. Một số khác lại cho rằng nam thanh niên này có vấn đề về tâm thần nên mới làm ra hành động lạ lùng như vậy. Vào sáng nay ngày 23 tháng 9, một sự cố tai nạn đã xảy ra trên địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Một xe đầu kéo container đang chạy trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ hút văng giải phân cách rồi tông vào một chi nhánh ngân hàng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 ngày 23 tháng 9 trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe đầu kéo container mang biển kiểm soát số 51R46822 trên đường Hoàng Văn Thụ hướng ngã tư Phú Nhuận về quận Tân Bình. Khi đến khu vực phường 15, xe đầu kéo bất ngờ hút văng một giải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại, tông vào một chi nhánh ngân hàng. Tại hiện trường, một trụ đèn chiếu sáng bị xe đầu kéo tông đổ, phần cửa trước chi nhánh ngân hàng hư hỏng. Cabin xe đầu kéo mắc kẹt trước cửa chi nhánh ngân hàng này. Vụ tai nạn may mắn không gây ra thương vong về người. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do tài xế ngủ gật. Đến hơn 8 giờ, đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã phối hợp với lực lượng chức năng quận Phú Nhuận xử lý xong hiện trường vụ tai nạn. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hàng trắng. Hai trong 3 bị can là cha con Mà và Vừ, mỗi người nhận 20 năm tù. Ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo là Lô Phò Loan, sinh năm 1983, Lầu Giống Mà, sinh năm 1965 và Lầu Bá Vừ, sinh năm 1996, cùng trú ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong các bị cáo thì Mà và Vừ có mối quan hệ cha con. Theo tài liệu điều tra, vào tháng 12 năm 2020, Lô Phò Loan được một người đặt mua một bánh heroin với giá là 120 triệu đồng. Người này hứa xong việc sẽ cho Loan từ 2 đến 5 triệu đồng. Để có hàng trắng bán cho khách, giữa tháng 1 năm 2021, Loan liên hệ với Mà tìm mua một bánh heroin và được báo giá là 100 triệu đồng. Sau đó, Mà nhờ con trai là Lầu Bá Vự tìm hàng trắng về bán. Thông qua mối quen trước đó, Vự đã dễ dàng mua nợ ma túy của một người Lào. Sau khi nhận được hàng, Vự cất giấu heroin tại khu vực bìa rừng gần nhà. Ngày 25 tháng 1 năm 2021, các bị cáo Mà, Loan và Vừ đi đến khu vực khe suối thuộc xã Na Ngoi gặp khách để mua bán ma túy. Khi Vừ đang mở hàng ra xem thì bị công an ập vào bắt quả tang với tang vật là một bánh heroin khối lượng là 350g. Người mua hàng lợi dụng sơ hở đã nhanh chân bỏ chạy. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hai cha con Mà và Vừ khai vì nghèo, hãm lợi nên đã rủ nhau buôn heroin. Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt ba bị cáo là Lô Phò Loan, Lầu Giống Mà, Lầu Bá Vừ mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hoàng Mai vừa ra lệnh tạm giam đối với hai vợ chồng đối tượng Thái Bình Chinh sinh năm 1986 về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Bình Chinh sinh năm 1986 và Lưu Thị Thùy sinh năm 1986, đều trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để điều tra, mở rộng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, xác minh điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác định rằng Thái Bình Chinh có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Từ tháng 10 năm 2020 đến nay, Chinh thường cho những người đang có nhu cầu vay tiền nhanh, cần tiền gấp, lãi suất từ 3 đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ ngày 13 tháng 9, Công an bắt giữ Chinh tại nhà riêng của Y. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ số tiền là 889 triệu 950 ngàn đồng, 3 xe máy, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch cho vay tiền. Sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh đón thành công chuyến bay thứ tư với 301 khách có hộ chiếu vaccine từ Pháp về Việt Nam. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 9, chuyến bay mang số hiệu VN18 chở 301 hành khách từ châu Âu hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là chuyến bay cuối cùng trong đợt triển khai thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine vào Việt Nam. Hành khách trước khi lên máy bay phải đảm bảo sức khỏe tốt, đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc là RT-LAM trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ đảm bảo an toàn suốt hành trình. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, hành khách được di chuyển về khách sạn để thực hiện cách ly y tế tập trung. Giám đốc sân bay quốc tế Vân Đồn, ông Phạm Ngọc Sáu khẳng định, các chuyến bay thí điểm đón khách theo chương trình cách ly y tế 7 ngày trong tháng 9 này đã diễn ra suôn sẻ, an toàn, giúp tạo dựng niềm tin trong cộng đồng về việc sớm tái thiết các hoạt động giao thương trong và ngoài nước. Đến nay đã có tổng cộng 943 công dân về nước theo chương trình này. Sau chuyến bay thí điểm này, chính phủ cùng với tỉnh Quảng Ninh sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng. Nghi phạm người Dominican trong vụ án sát hại thanh niên Việt Nam tại Don Tomori, Osaka vào tháng trước vừa bị cảnh sát tái bắt giữ vào ngày 21 tháng 9 về tội trộm cắp. Theo kết quả điều tra, vào ngày xảy ra vụ án, tức ngày 2 tháng 8, nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto, quốc tịch Dominican bị cáo buộc đã đột nhập vào nhà dân tại thành phố Hirakata và lấy đi số tiền mặt là 23.000 yên cùng đồng hồ đeo tay và một số tài sản khác với tổng giá trị lên tới 560.000 yên. Vào tối cùng ngày hôm đó, nghi phạm đã gặp thanh niên Việt Nam tại khu vực sông Don Tomori, Osaka. Sau đó, giữa hai bên đã xảy ra xô xát dẫn đến việc nạn nhân người Việt Nam bị xô xuống nước và tử vong ngay sau đó. Trước cáo buộc về trộm cắp, nghi phạm phủ nhận và khai rằng vì chiếc túi màu trắng chứa máy chơi game và đồng hồ đeo tay bị rơi xuống đất nên tôi cho rằng người ta đã vứt nó đi nên đã giặt nó về dùng. Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 20 tháng 9, một thanh niên mang quốc tịch Việt Nam đã được cảnh sát tìm thấy trong một căn hộ ở thành phố Imuzu với tình trạng đang bị thương, vỡ phần đầu và bất tỉnh. Theo lời kể của một người hàng xóm đã trình báo với cảnh sát rằng, tại căn hộ ở Kanagomiya, thành phố Imuzu có một vài người Việt Nam đang đánh nhau vì tôi nghe có tiếng la hét và tiếng động rất lớn. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một thanh niên người Việt Nam bị chảy máu và bị thương ở đầu. Nam thanh niên này ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, chưa có báo cáo về tình trạng sức khỏe. Theo người dân địa phương, nhiều người nước ngoài sống tại chung cư nơi xảy ra vụ việc trên thường xuyên gây ồn ào khi uống rượu. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án, nghi ngờ đây là một cuộc ẩu đả gây thương tích. Mới đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã tổ chức một cuộc họp giao ban trực tuyến với các chính quyền địa phương liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 lần thứ 3. Dự kiến sẽ có khoảng 1,04 triệu liều vaccine sẽ được tiêm chủng cho nhân viên y tế. Bộ Y tế cho biết 1,04 triệu nhân viên y tế đã tiêm vaccine mũi thứ 2 từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay, dự kiến sẽ được tiêm bổ sung sớm nhất là vào tháng 12. Việc tiêm mũi thứ 3 cho người cao tuổi được dự kiến từ đầu năm. Các chính quyền địa phương đã được yêu cầu chuẩn bị. Theo các tài liệu của cuộc họp giao ban, giả định rằng có 2 triệu nhân viên y tế, 610.000 người cao tuổi và 430.000 cư dân nói chung khác đã được tiêm vaccine thứ 2 vào tháng 5 năm nay, sẽ được tiêm vào tháng 1 năm sau. Sau đó, người ta ước tính rằng 13,99 triệu người sẽ được tiêm bổ sung vào tháng 2, 23,39 triệu người sẽ vào tháng 3 và 22,51 triệu người vào tháng 4. Các vaccine Pfizer và Moderna để tiêm chủng tăng cường dự kiến cũng sẽ bắt đầu được giao cho các cơ sở y tế vào tháng 11. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã thừa nhận sự cần thiết của việc tiêm bổ sung tại một tiểu bang gần các chuyên gia được tổ chức vào ngày 17 tháng 9 và quyết định rằng khoảng thời gian tiêm chủng nên khoảng 8 tháng trở lên kể từ lần tiêm thứ hai. Trong bài phát biểu đã ghi hình trước tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ trích các nước lớn khi thu gom vaccine COVID-19, trong khi các nước nhỏ hơn phải chờ đợi nguồn vaccine nhỏ giọt. Theo báo New York Times, ông Duterte đã chỉ trích sự chênh lệch giữa tỷ lệ tiêm chủng của các nước giàu và nghèo trong video bài phát biểu ghi hình trước của ông tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 21 tháng 9. Cho đến nay, 10 nước giàu đã chiếm phần lớn trong tổng số 5,86 tỷ liều vaccine COVID-19 đã tiêm trên toàn cầu. Tình trạng thiếu hụt vaccine do nguyên nhân con người này đang hành hạ các nước nghèo, ông Duterte tuyên bố.
Ông còn nhấn mạnh rằng các nước giàu tích trữ số vaccine của người này, trong khi các nước nghèo phải chờ đợi nguồn cung nhỏ giọt. Nay họ lại nói về việc tiêm mũi bổ sung, trong khi các quốc gia đang phát triển phải cân nhắc việc tạm thời tiêm trước một mũi để tiếp tục chờ đợi. Tổng thống Philippines cho rằng thực tế đối lập này khiến ông cảm thấy kinh ngạc và theo ông đáng bị lên án vì đây là hành động ích kỷ, không thể biện minh bằng cả lý lẽ và đạo đức. Philippines đang là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 thấp nhất châu Á. Chỉ 16% dân số nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Tập đoàn công nghệ Amazon Mỹ đã tặng xe hơi hoặc phần thưởng trị giá 100.000 USD tiền mặt cho các nhân viên đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và may mắn trúng thưởng, theo đúng cam kết tặng thưởng để khuyến khích nhân viên tiêm chủng. Theo đài CNBC ngày 21 tháng 9, 4 nhân viên kho hàng và 1 nhân viên thuộc chuỗi siêu thị World Food của Amazon đã may mắn nhận được 5 chiếc xe trị giá lên đến 40.000 USD một chiếc. Sau cuộc đốc thăm dành cho những người đã tiêm chủng của công ty, Amazon chia sẻ thông tin này lên tài khoản Amazon Best Life trên mạng xã hội Instagram trong ngày 20 tháng 9. Tuần trước, 3 nhân viên kho hàng và một số nhân viên World Food cũng đã trúng được giải thưởng 100.000 USD mỗi người. Hồi tháng 8, Amazon cũng đã tổ chức chương trình đốc thăm trúng thưởng này với tên gọi là Max Your Vax. Các phần thưởng bao gồm tiền mặt, xe hơi, những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hạng sang nhằm khuyến khích nhân viên đi tiêm ngừa vaccine. Amazon cho biết hãng vẫn còn 18 giải thưởng để trao tặng từ nay tới giữa tháng 10 năm 2021. Để tham gia chương trình, nhân viên Amazon phải cung cấp bằng chứng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trên trang nội bộ của công ty. Amazon cũng công bố khoản tiền thưởng lên tới 100 USD cho nhân viên mới có bằng chứng tiêm chủng. Ông Mark Ruffer, giám đốc công nghệ Facebook, một trong những cánh tay đắc lực và gắn bó lâu dài nhất với ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, vừa tuyên bố sẽ rời cương vị trong năm tới. Theo báo Wall Street Journal, ông Mark Schroffer, 46 tuổi, đã làm việc tại Facebook hơn 13 năm qua. Sau khi rời bỏ cương vị giám đốc công nghệ, ông sẽ trở thành cố vấn cấp cao đầu tiên của công ty này, một chức vụ mới được lập ra, sẽ tập trung cho các hoạt động ngoài công ty. Theo thông báo mới nhất từ CEO Mark Zuckerberg, trong vai trò mới, ông sẽ tập trung vào việc tuyển dụng và phát triển các tài năng công nghệ cho Facebook, nâng cấp hạ tầng dự án và giám sát hoạt động phát triển mạng trí tuệ nhân tạo. Ông Mike Schroffer viết trên tài khoản Twitter ngày 23 tháng 9: "Sau 13 năm làm việc tại Facebook, tôi đã quyết định rời cương vị giám đốc công nghệ và chuyển giao cho người kế nhiệm là Paul Stang tại một thời điểm trong năm 2022. Tôi sẽ còn ở lại cho tới khi nào hoàn thành việc chuyển giao lãnh đạo thành công." Sự thay đổi công việc của một trong những lãnh đạo cao cấp nhất tại Facebook diễn ra vào thời điểm công ty này đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra gay gắt từ nhà quản lý, giới nghệ sĩ và các cơ quan khác về tác động cũng như chi phối của Facebook đối với hoạt động thảo luận trên mạng của cộng đồng, cũng như sức khỏe của người dùng. Đối mặt với tình trạng người Việt Nam tại Nhật bị lao ngày càng nhiều, vào ngày 25 tháng 9 tới đây, thành phố Tokyo sẽ tổ chức buổi chụp X-quang và khám sàng lọc miễn phí nhận kết quả trong ngày. Tại Tokyo, mỗi năm có hơn 1.500 ca mắc lao mới được báo cáo. Năm 2019, có 14,1% số ca mắc là người nước ngoài, trong đó người Việt Nam thuộc top những nước có số ca mắc lao nhiều nhất. Bà Shanim Lee, một chuyên gia về di cư và sức khỏe của Viện Nghiên cứu Lao, RIT, Hội phòng chống lao của Nhật Bản, JATA, cho biết, theo thống kê từ năm 2009 đến năm 2018, Tokyo là thành phố có số lượng bệnh nhân Việt Nam mắc lao đông nhất. Để bệnh lao không làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn, việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tiếp cận sớm với các dịch vụ y tế là rất quan trọng. Dịch vụ chụp X-quang miễn phí lần này là một cơ hội tốt cho mọi người, đặc biệt là những người không được kiểm tra sức khỏe và chụp X-quang ngực định kỳ tại cơ sở làm việc hay trường học. Dịch vụ này được đặc biệt tổ chức bởi Văn phòng Phúc lợi Xã hội và Sức khỏe Cộng đồng Chính quyền Tokyo. Chi tiết sự kiện: thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021. Địa điểm: quảng trường Savonius Akihabara UDX. Địa chỉ: 4141 Sotokanda Chiyudaku, Tokyo. Và chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối mai. Xin chào TV, xin chào Net Love.